bao nhẹ cho anh em luôn ha, anh em coi một gói một nha anh em, nhẹ xìu luôn nha, nhẹ không ngạt nhiều ha. Đây. Quá nhẹ luôn nha. Chào anh em đến với Độ Xe Việt Nam, hôm nay mình tiến hành là lên côn tay với chiếc xe Honda Deluxe 110 nha anh em. Ra pháo ra để lên côn tay với làm nồi nha anh em, gắn vai côn em ha, tay này khỏi xài kiến nha anh. Chủ xe không có đi kiến ha. Full nồi nha, anh nồi này chủ xe làm lại cái nồi luôn em ha. Đây, thay full bộ bốn nồi mới luôn nha anh em. Này con tay thì anh em muốn đi vẫn được, không làm nồi cũng được nha anh em. Còn muốn có điều kiện thì làm nồi luôn, chạy cho bốc ha. Đây, chiếc Honda Deluxe 110 nha anh em. Bị lắp con tay vô, nồi làm xong rồi nha anh em. Bây giờ Khánh sẽ quay lại cho anh em test cho anh em coi cái bộ con tay ha, bóp nặng hay nhẹ ha. Nhả con tắt máy giống em hay không ha. Cái này anh em không xài kiến thì anh em cắt bỏ này luôn nha em, bỏ mà để rút này vô luôn ha. Còn nếu xài kiến thì mình đi cái tay có kiến nha em, tay kia đó khỏi cắt cái phần này ha. Thì nó đơn giản thôi nha em. Còn nồi thì anh em tháo lóc nồi ra ha, bỏ đi phần chén muỗng nha em, bỏ phần chén muỗng đi ha, chỉ cần mình để lại hai cái nồi thôi, lắp bộ con tay được rồi ha. Lắp ráp tầm khoảng tiếng nha nè, tiếng rồi xong ha. Chút xong xuôi Khánh quay lại cho anh em coi. Hoàn thành xong lên con tay cho em Deluxe 110 nha anh em. Bóp bao nhẹ cho anh em luôn ha. Anh em coi một gói một nha anh em. Nhẹ xìu luôn nha, nhẹ không ngạt nhiều ha. Đây. Quá nhẹ luôn nha. Một gói anh em ha. Xe này làm full cái nồi luôn nha, full nồi với lại bộ con tay luôn em ha. Hàng mới 100% nha anh em. Lắp ráp khoảng tiếng xong nha anh em. Xong xuôi ha. Honda Deluxe 110 nha anh em. Lên full con tay chạy nhẹ luôn nha ha. Nhả côn tắt máy nhẹ luôn. Đây là Khánh có bán full bộ đầy đủ nha anh em. Cả lốc, cả những chi tiết phụ luôn, cốt dây bát này này kia đầy đủ nha anh em. Tay côn dây côn. Đây nè ha, rất là nhẹ nha nè, một ngón ha. Mọc hai càng nha nè. Cái này anh em đi càng kiểu nữa ok, tại bên này kiểu đi bên này kiểu luôn nha nè. Anh em cứ tới ngay địa chỉ 462 xẹt 15 3 tháng 2 ha, tới ngay Độ Xe Việt Nam nha nè. Đây nè ha, tại bộ đầu hẻm 462 khoảng 20m là tới nha nè. Đó, tới đây là Khánh làm cho anh em ha, khoảng tiếng xong. Anh em có thắc mắc thì cứ comment phía dưới ha. Này chủ xe chọn cái gói là 1.8 triệu nha anh em, với làm đồi 660 ha. Bảo hành 3 tháng nha anh em. Có nhiều gói rẻ hơn nha anh em. Rẻ hơn có, tốt hơn có ha. Tùy anh em chọn cái bộ nào thôi. Này full nồi với lại con tay luôn là 2.400.000 đó nha nè. Bảo hành cho chủ xe 3 tháng nha nè. Trong vòng 3 tháng đó có chặt gì thì bảo hành miễn phí.